bạn có thích bóng đá? Có, tất nhiên là có rồi. Thế bạn yêu thích đội gì? Mình Chelsea. Bạn yêu thích Chelsea và cầu thủ của câu lạc bộ lâu chưa? Từ hồi năm 2010. 8 năm rồi. Lâu phết rồi đúng không? Thế bây giờ giữa 8 năm yêu Chelsea và tớ thì bạn chọn ai? Dĩ nhiên là Chelsea rồi. Dĩ nhiên là Chelsea rồi. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Ôi, không nói lên lời. Tôi rất là buồn. Tại người yêu mình cũng là một Chuvanu. Bà xã tôi number one, number one, number one. Bà xã tôi number one, bà xã tôi number one. Bây giờ, hai bạn có yêu chưa? Chưa. Em vừa chia tay ạ. Em vừa chia tay ạ. Em vừa chia tay ạ. Không có gì phải buồn cả, không có gì buồn cả. Mình vẫn còn nhiều cái thứ đam mê khác ngoài cả. Bây giờ mà chọn bóng đá, thể thao với cả mình thì bạn sẽ chọn cái gì? Em chọn chị ạ. Em chọn chị ạ. Xong rồi cái bạn thôi à? Làm quen vâng. Nhưng mà chị hơn tuổi chị già rồi. Em lại thích người chị lớn hơn tuổi ạ. Em thích làm không? Không, em thích kiểu chững chạc thôi. Thực ra chị cũng không chững chạc lắm ấy. Chững chạc hơn em được rồi ạ. Thế còn em? Em chọn thể thao. Em nhường bạn ý đúng không? Vâng, em nhường. Thế thì mãi là anh em. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần. Bạn tên gì ạ? Mình tên là Minh. Minh có người yêu chưa? Mình có rồi. Wow, Minh có đá bóng bao giờ? Mình có, nhưng mà mình chỉ đá hồi cấp 3. Vì đến đây mình cũng bận nên là mình không có thời gian để đi. Thế thì bạn có xem bóng đá không? Lúc mà không đá bóng nữa thì bạn có xem bóng đá không? Mình thi thoảng vẫn xem, mình chỉ xem những trận lớn ấy. Thì mình thực sự mình cũng không đam mê nhiều lắm. Không đam mê nhiều lắm. Thế thì giữa bóng đá và mình, con gái thì bạn chọn cái gì? Tùy vào cái người để mình so sánh với bóng đá. Ví dụ như là mình. Trả lời này đi về chia tay người yêu bạn ạ. Đây là giả sử nếu như bạn không có người yêu. Nếu như không có người yêu thì bạn có chọn không? Mình chọn được. Chọn được à? Ui. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Thế là tức là tớ sẽ có thể đóng vai trò backup cho bạn. Cũng được. Cũng được. Giữa tình yêu bóng đá và mình thì bạn sẽ chọn ai? Bởi vì mình không thích xem bóng đá lắm ấy thì mình vẫn chọn bóng đá. What the fuck? Không thích xem bóng đá lắm vẫn chọn bóng đá. Vẫn chọn bóng đá. Cho mình hỏi bạn tên gì? Mình tên là Long ạ. Bạn có người yêu chưa? Mình có rồi ạ. Không sao. Có đam mê bóng đá? Có. Đội gì nhỉ? Real Madrid. Tức là bạn thích đây đúng không? Thích cái này đúng không? Đây cái này, ý là cái này. Thế bạn thích Real từ lâu chưa? Mới thích. Bạn bạn mình kích mình thích Real rồi ạ. Bạn mình kích mình thích Real rồi ạ. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get me. Hay là vì kiểu mấy năm nay Real vô địch nên là bạn mới thích Real? Đây là fan phong trào tích cực. Ronaldo, Real, đây Real. Và mình chọn cái gì? Mình xin lỗi bạn là mình chọn Ronaldo ạ. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chả lẽ mình lại đứng lên chửi nó? Mày nghĩ mày là ai ạ? Chào bạn, cho mình hỏi bạn tên gì nhỉ?
Em là Đình Lân ạ. Em là Quỳnh Chi ạ. Các bạn có phải một đôi không? Có ạ. Cho em hỏi chút là bạn có thích bóng đá không? Em chưa bóng rổ. Thế là không xem bóng đá bao giờ? Em có. Em vẫn thích bóng đá đúng không? Cũng có. Bạn có yêu thích một câu lạc bộ hay là một cầu thủ nào bóng đá không? Em có thích Arsenal. Arsenal thì bạn yêu thích ai? Ngày trước thì có Sanchez nhưng mà bây giờ thì không ai bởi vì em cũng không xem bóng đá nữa. Thế là từ lúc mà Sanchez đi là bạn không xem bóng đá nữa? Không, em không xem, lúc em chưa bóng rổ. Là từ bao giờ nhỉ? Là từ hồi lớp 10 ạ. Bây giờ giữa thể thao, bóng đá, bóng rổ và người yêu thì bạn sẽ chọn ai? Câu này khá khó, em sẽ bóng rổ. Em sẽ bóng rổ. Bây giờ em sẽ bóng rổ. Em cảm thấy là cái đấy không quan trọng ạ. Tại vì một cái là đam mê ạ, còn một cái là tình cảm. Tại vì tuổi bọn em vẫn còn trẻ ý ạ, thì yêu ở đây cũng chưa chắc là sẽ được dài lâu ạ. Thì bọn em sẽ trân trọng cái trước mắt thôi. Còn đam mê thì anh ấy thích thì anh ấy làm thôi ạ. Em sinh năm bao nhiêu? Em 2002. Okay. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không.